Chào mừng mọi người đã quay trở lại với seminar ngày hôm nay. Cứ đến thứ sáu hàng tuần chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyên mục Tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Trong những tuần trước thì chúng ta cũng đã có nói đến Terabagos, là Pokemon huyền thoại của vùng Paldea. Không biết liệu các nhà huấn luyện đã giành được nhiều thắng lợi với Pokemon huyền thoại mới này chưa? Ở tuần này, tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn một Pokemon không hề kém cạnh với Terabagos, đó chính là Calyrex. Calyrex là một Pokemon huyền thoại xuất hiện trong phần mở rộng thứ hai của Pokemon Sword and Shield, The Crown Tundra. Theo truyền thuyết thì Calyrex đã từng cai trị vùng đất Gala trong thời xa xưa và có rất nhiều câu chuyện kể về sức mạnh của Pokemon này. Trong đó có thể nói đến việc Calyrex có sức mạnh chế ngự và kết hợp được hai Pokemon huyền thoại khác là Spectrier và Clastrier để góp phần hoàn thiện sức mạnh của Pokemon này. Và liệu với danh xưng là vị vua từng cai trị vùng Gala thì Calyrex cùng với hai chiến mã của mình có thể khẳng định được sức mạnh của bản thân trong thời đại Terastallize lên ngôi hay không? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích sức mạnh của Calyrex sau khi đã kết hợp với Spectrier, đó chính là Calyrex Shadow Rider. Tổng quan về sức mạnh, Calyrex Shadow Rider là một Pokemon mạnh thiên hướng tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt gọn lẹ đối phương, được khắc họa rõ nét nhất nhờ hai chỉ số là tốc độ và tấn công đặc biệt. Điều này sẽ tạo nên thế chủ động trên đấu trường cho Calyrex. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu thêm về nội tại của Pokemon này. Calyrex Shadow Rider có hệ thống chỉ số rất đẹp và được phân chia rất cao ở chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ. Nhờ vậy mà việc càng quét nhanh đối thủ sẽ rất dễ dàng, phù hợp với vai trò mở đầu trận chiến hay là càng quét ở cuối trận. Về đặc tính của Pokemon này là một vị vua cưỡi trên lưng chiến mã của bản thân, Shadow Calyrex mang trong mình tận hai đặc tính đặc biệt sẽ cùng xuất hiện trong trận đấu. Ace One là đặc tính bao gồm cả hai đặc tính khác là Unnerve, ngăn cho Pokemon không tiêu thụ Berry, cùng với đặc tính Grimnay, khi Pokemon này hạ gục được mục tiêu, nó sẽ phát ra một tiếng thuyết kinh hoàng giúp gia tăng chỉ số tấn công đặc biệt của nó. Mỗi một mục tiêu ngã xuống dưới chân Pokemon này là một bậc chỉ số được tăng. Với việc mang trong mình cả hai đặc tính thì đây là lợi thế rất lớn so với các Pokemon khác trên đấu trường hiện nay. Về hệ của Pokemon, mang trong mình song hệ là siêu linh và ma, khiến cho Shadow Calyrex có khả năng miễn nhiễm với hệ thường và hệ giác đấu, kháng lại được các chiêu hệ độc và siêu linh. Nhưng điểm yếu khá lớn của nó là bị nhân 4 sát thương bởi hai hệ thông dụng trên đấu trường hiện nay là ma và bóng tối. Từ đó chúng ta có thể thấy điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon này. Có khả năng càng quét rất nhanh cả ở đầu và cuối trận chiến, với lợi thế mà đặc tính mang lại cho Pokemon này, giúp cho việc ngăn chặn một số Pokemon hồi phục bằng Citrus Berry. Cùng với đó là khả năng tăng tấn công đặc biệt sau mỗi lần hạ gục được một Pokemon của đối thủ, cộng thêm việc hệ ma có thể vô hiệu hóa được chiêu khống chế mạnh như là Fake Out. Điểm yếu của Pokemon cũng rất rõ ràng là bị nhân 4 sát thương bởi hai hệ thông dụng, cho nên chiêu ưu tiên Sucker Punch sẽ là một chiêu rất đáng dè chừng với Pokemon như Shadow Rider Calyrex. Về lối chơi và chiến thuật xoay quanh, là một Pokemon có chỉ số cao ở tốc độ và tấn công đặc biệt, nhưng lại là một Pokemon không đủ cứng cáp về mặt phòng thủ, lại bị nhân 4 sát thương bởi cả hai hệ ma và bóng tối, nên cách chiến đấu tốt nhất của Shadow Rider Calyrex đó là cố gắng tối đa lượng sát thương mà Pokemon này gây ra, và cũng không quên yếu tố then chốt quyết định Pokemon này có chiến thắng hay không phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ của Pokemon này. Các nhà huấn luyện khi lựa chọn Shadow Rider Calyrex cần phải nhớ rằng chúng ta phải là người tấn công trước và hạ gục đối phương nhanh nhất có thể. Điểm yếu của chiến thuật, vì bản thân con Pokemon này đã là một Pokemon rất phụ thuộc vào tốc độ cao, nên đây chính là con dao hai lưỡi, định đoạt chiến thắng trên đấu trường đối với những nhà huấn luyện sử dụng Shadow Calyrex. Mặt hạn chế của Pokemon này sẽ hiện rõ khi đặt Shadow Calyrex và Trick Room, nơi mà chắc chắn Pokemon này sẽ tấn công cuối cùng và phải hứng chịu mọi đòn sát thương từ đối thủ. Ngoài ra, Pokemon này có thể bị dính các chiêu thức như là Wash. Chiêu này làm cho mục tiêu thi triển lượt của nó sau tất cả các Pokemon khác trong lượt này, bất kể tốc độ hay là chiêu thức ưu tiên của nó là gì. Tất cả những điều trên đều sẽ làm cho Calyrex tấn công sau cùng. Điều này sẽ loại bỏ lợi thế về tốc độ của nó. Và với song hệ ma và siêu linh của bản thân, việc không cẩn thận trước các đòn đánh ưu tiên như là Sucker Punch hay là một chiêu không ưu tiên nhưng rất thịnh hành và mạnh mẽ khác là Knock Off sẽ làm bốc hơi Pokemon này ngay lập tức. Về đồng đội đi cùng, qua những thông tin kể trên, chúng ta biết được điểm mạnh và điểm yếu của Calyrex. Dù cho có là một vị vua đi chăng nữa thì vẫn còn có đồng đội. Và những đồng đội gợi ý sau đây sẽ là sự hỗ trợ hoàn hảo để bảo vệ Calyrex khỏi những điểm yếu cũng như là tối ưu được sức mạnh của Pokemon huyền thoại này. Đầu tiên là Indidikai, một Pokemon có thể tạo ra sàn đấu siêu linh, nơi mà có thể ngăn chặn các chiêu thức ưu tiên nhắm đến Calyrex. Ngoài ra, Pokemon này còn có những chiêu thức hỗ trợ tuyệt vời như là Trick Room để trung hòa lại các chiến thuật Trick Room khác nhằm kéo lại lợi thế tốc độ về cho Calyrex. Follow Me hút các chiêu sát thương về bản thân, làm giảm thiệt hại cho đồng đội,
Helping Hand giúp tăng 50% sức mạnh cho các chiêu thức mà đồng đội tung ra. Tornadus là Pokemon đóng vai trò giúp Calyrex Shadow Rider tăng tốc độ trước những Pokemon có tốc độ cao hơn như là Flutterman trong trời nắng hay là Iron Bundle trong sàn điện hiện nay. Với chiêu hỗ trợ Tailwind giúp đồng minh tăng gấp đôi tốc độ trong 4 lượt. Các chiêu thức gọi thời tiết ngăn chặn lợi thế thời tiết từ các Pokemon như là Kyogre, Groudon hay là Corridon. Incineroar là Pokemon đóng vai trò khống chế và giảm tấn công vật lý của đối thủ bằng đặc tính Intimidate của mình. Với chiêu Fake Out, làm đối thủ bị choáng và không di chuyển được trong lượt đó, hoặc dùng để phá trang bị Focus Sash của một số Pokemon. Parting Shot làm giảm toàn diện khả năng tấn công của đối thủ, giúp cho đồng minh ra sân an toàn. Về việc xây dựng sức mạnh EVs và IVs, vì vốn đã mạnh sẵn ở tấn công đặc biệt và tốc độ, nên chúng ta sẽ tăng hết vào hai chỉ số này để tối ưu hết mức. Về IVs, ta nên tối ưu ở các mảng, trừ tấn công vật lý ra, vì điều này sẽ làm giảm sát thương phải nhận từ các đòn foul play hay là lúc bị confused. Về tính cách phù hợp cho những Pokemon theo hướng tấn công đặc biệt thì Mordes để tối ưu hóa khả năng tấn công đặc biệt, hoặc là Timid tăng 10% tốc độ và giảm 10% tấn công vật lý để tối ưu tốc độ và đảm bảo việc tấn công trước trong các trận chiến đối đầu với các Pokemon có tốc độ cao hơn. Terra thì có thể cho nó Terra thành hệ bóng tối để giúp cho Shadow Calyrex sống sót sau những đòn tấn công từ hai hệ vốn nhân 4 sát thương với Pokemon này là bóng tối và ma, hoặc có thể cho nó Terra thành hệ giác đấu để giảm sát thương từ hệ bóng tối cũng như là mở rộng khả năng tấn công bao phủ hệ bằng chiêu Terra Blast. Trang bị phù hợp sẽ có thể là Life Up hoặc là Choice Pack để tối ưu sức mạnh cũng như những đòn tấn công của bản thân. Về chiêu thức thì Astro Barrage chắc chắn là chiêu không thể nào thiếu của Pokemon này. Vừa là chiêu độc quyền cực mạnh, vừa được cộng dồn sát thương từ Staff hệ ma. Expanding Force sẽ là chiêu thức tấn công mang Staff hệ siêu linh và sẽ được buff sát thương khi sử dụng trong sàn đấu siêu linh do Indeedee tạo ra. Protect để đỡ các đòn đánh, từ đó suy đoán nước đi của đối phương. Terra Blast để tối ưu sát thương từ hệ Terra, hoặc có thể là Solar Beam, chiêu thức khắc chế Kyogre hay là Groudon, khuyến thích mang theo chiêu này khi trong đội có Pokemon có thể tạo ra trời nắng. Và sau đây sẽ là một trận thực chiến để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn. Bên đối thủ đang có Flutterman và Incineroar. Cả hai Pokemon này đều là mối đe dọa đối với Calyrex, nên chúng ta sẽ không để cho Calyrex xuất hiện trong đợt này. Mà thay vào đó, Iron Bundle và Tornadus sẽ là hai Pokemon kiểm soát tốc độ đầu tiên. Mục tiêu là có thể hạ gục được một trong hai mối đe dọa trên và kiểm soát tốc độ bằng Tailwind. Vì Incineroar có phay cao, có thể vô hiệu hóa một trong hai Pokemon của chúng ta trong lượt này, cho nên tốt nhất là nên bảo vệ tụi nó trong lượt đầu tiên Incineroar xuất hiện. Có vẻ như Incineroar bên kia sẽ không sử dụng phay cao trong lần đầu tiên ra mắt. Có thể họ sẽ sử dụng phay cao trong giai đoạn cuối trận để gây bất ngờ. Nhờ có Protect nên chúng ta đã biết mối đe dọa của họ đó chính là Tornadus. Lượt này chúng ta đã an tâm cho Tornadus sử dụng trời mưa. Và Iron Bundle sẽ dứt điểm Incineroar trong trời mưa bằng Hydro Pump. Vậy là mối đe dọa đầu tiên đã bị loại bỏ. Còn lại Flutterman. Con Flutterman này có vẻ được hướng theo vai trò hỗ trợ tốc độ, giảm một bậc tốc độ của tất cả các đối thủ khác bằng Icy Wind. Vậy là bên đối thủ đã cầm theo Chimpao. Pokemon cũng là khắc tinh rất lớn đối với Calyrex, bởi vì chiêu ưu tiên Sucker Punch cùng với đặc tính giảm 25% thủ vật lý. Lúc này thì chúng ta sẽ cho Ferrigrass với đặc tính Armor Tail ngăn chặn các chiêu thức ưu tiên ra sân, để ngăn Chimpao không thể sử dụng Sucker Punch được nữa. Lúc này thì vai trò thực sự của Tornadus đã được phát huy, kiểm soát tốc độ bằng Tailwind. Flutterman bên phía đối thủ đang cố gắng hạ một bậc tốc độ của chúng ta xuống để tạo thêm lợi thế tốc độ cho bọn họ. Có vẻ họ đã rút Chimpao về và cho Calyrex ra sân. Lúc này Calyrex đang là Pokemon nhanh nhất trên sân. Nó có thể dễ dàng dứt điểm cả hai Pokemon trên. Có vẻ đối thủ đang chiếm ưu thế rất lớn. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này là cố gắng trụ sân được cho Tornadus. Không thể đảo một Pokemon nào ra sân được nữa, bởi vì nó sẽ lãnh đòn từ Calyrex bên đối phương ngay lập tức. Cho nên,
Có lẽ chúng ta phải hy sinh Ferrigrath để chừa đường cho Calyrex ra sân. Nhưng việc giữ cho Tornadus trụ sân cho đến khi Ferrigrath nằm xuống là một nhiệm vụ khá là khó khăn. Bên đối thủ đã bắt đầu Terra cho Calyrex. Có vẻ là để xử lý Ferrigrath khi mà chiêu hệ ma lại vô hiệu với Pokemon này. May mắn là Tornadus vẫn sống sót. Và đối thủ lại không sử dụng Astro Barrage mà cố gắng tập trung vào Ferrigrath bằng chiêu Terra Blast. Chúng ta vẫn còn một lượt nữa để có thể bảo vệ Tornadus và cố gắng chờ đến khi Ferrigrath nằm xuống, thì lúc đó Calyrex của chúng ta mới ra sân an toàn. Ở lượt này thì Ferrigrath chỉ có thể câu giờ mà thôi, bởi vì chiêu tấn công Hyper Voice của nó không tác dụng lên hai Pokemon trên. Một lượt nữa bảo vệ cho Tornadus và hy vọng lượt này bên đó sẽ hạ gục con Ferrigrath của chúng ta. Đúng như mong đợi thì Ferrigrath đã được hạ gục và bây giờ Calyrex của chúng ta đã có lý do ra sân. Cùng lúc đó thì trời mưa và Tailwind cũng đã hết. Đúng lượt này Calyrex ra sân và Tornadus sẽ thổi gió vào lượt sau. Lúc đó có lẽ chúng ta sẽ dứt điểm được Flutterman. Và bên họ đã rút Calyrex về vì đánh hơi được sự bất ổn, cho nên đã cho Chimpao ra trở lại. Mục tiêu của họ lúc này là cố gắng hạ được Calyrex bằng chiêu Sucker Punch của Chimpao. Tailwind đã nổi gió và chúng ta là người nhanh nhất trong trận đấu này. Nhờ đó mà chúng ta đã hạ gục được Flutterman, giải quyết được thêm một mối đe dọa nữa. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến hướng làm sao để khắc phục được chiêu Sucker Punch của Chimpao. Grimmnay đã tăng một điểm tấn công đặc biệt cho Calyrex, đủ sức để cho ta hạ gục hai Pokemon cuối cùng của đối thủ. Nhưng vấn đề là chúng ta làm sao để sống sót qua được đòn Sucker Punch của Chimpao. Lúc này thì việc nhẫn nhịn không Terra từ đầu trận để giành tới cuối cùng đã có kết quả. Chúng ta sẽ Terra cho Calyrex thành hệ bóng tối để có thể kháng lại được 1/2 sát thương từ chiêu Sucker Punch. Nhờ đó mà chúng ta sống sót để dứt điểm được hai mối đe dọa còn lại. Và chúng ta đã xoay chuyển tình thế thành công. Trận đấu kết thúc. Tổng kết thì Calyrex Shadow Rider là một Pokemon khá dễ sử dụng khi không cần phải chuẩn bị quá nhiều trước khi tấn công. Nhưng vì nó quá mỏng manh nên rất cần có đồng đội có thể bảo vệ được Pokemon này trước những đòn tấn công của đối thủ, cũng như yêu cầu người chơi phải tính toán rất kỹ về tốc độ, giúp cho Calyrex chắc chắn tấn công trước. Pokemon này sẽ là lựa chọn hợp lý cho những nhà huấn luyện mới bắt đầu vì tính đơn giản và sức mạnh của Pokemon này mang lại. Mặc dù là Pokemon theo hướng càng quét sớm, nhưng vẫn có thể quyết định cho Pokemon này mở màn hay sau những đợt cấu máu của đối thủ rồi mới cho nó ra sân để tối ưu hết sức mạnh của Pokemon mang lại và giành chiến thắng ngoạn mục nhất. Tụi mình sẽ đánh giá cho sức mạnh của Shadow Rider Calyrex là 5/5 sao qua những khả năng này mà Pokemon mang lại. Ở trên là toàn bộ thông tin mà chúng mình đưa ra gợi ý giúp các bạn hiểu rõ hơn cũng như là có lối chơi phù hợp cho Pokemon này. Rất mong các bạn sẽ có nhiều thắng lợi trên đấu trường và sáng tạo ra những cách chơi mới giúp cho đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ. Nếu có gì thiếu sót về Pokemon này, các nhà huấn luyện hãy góp ý bằng phần bình luận bên dưới nhé. Cũng đừng quên đưa ra những Pokemon mà các bạn yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh tụi nó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!